Thì thực ra tính đến thời điểm hiện tại thì bản thân em cũng cảm thấy là mình đã đủ cái sự trải nghiệm, đủ sự trưởng thành, đủ sự rèn luyện từ các chương trình, từ các hành trình mà mình đã được may mắn là mình đã được tham gia, và mình có một số những cái gọi là sự va chạm nhất định. Thì con người ta mà anh, khi mà mình có những cái va chạm, những cái sự cọ sát thì mình sẽ học hỏi nhiều hơn, mình ngày càng trưởng thành hơn. Thì chính vì vậy mà ngày càng có nhiều cái nguồn năng lượng để mình mong muốn mình được chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Thì em nghĩ đó cũng là một trong cái may mắn trong cuộc đời em mà em có được tính đến thời điểm hiện tại. Vì lúc nào ở mọi hành trình em cũng đều nhận được sự yêu quý của tất cả các anh chị, rồi tất cả các bạn khán giả luôn yêu thương và dành tình cảm cho em. Thì đó cũng là lý do mà em mong muốn mình có thể tiếp tục được thực hiện cái sứ mệnh này nhiều hơn nữa. Anh thấy nước mình nhiều hoa hậu nhưng tụ chung lại là có một vài cái lò. Dạ. Cái lò đào tạo hoa hậu thì mỗi một lò nó lại có một cái đặc tính riêng. Ví dụ người ta nhắc tới sen vàng đi. Dạ. Người ta sẽ nhắc tới một cái lò quy chuẩn. Có nghĩa là tất cả mọi thứ đều rất là quy chuẩn. Có một cái barem truyền thống từ đó tới giờ là như vậy. Nhắc tới lò Hoàng Vũ thì sẽ nhắc đến cái yếu tố quốc tế. Có nghĩa là các cô này nhìn các cô sẽ rất là thoải mái, rất là tự tin và tràn đầy cái sức khỏe tinh thần mạnh mẽ, cũng như là cái sức khỏe về vóc dáng. Thì em là người rất là phù hợp với cái chuẩn của Hoàng Vũ. Nhưng mà trước khi mà em đến với chuẩn của Hoàng Vũ thì em cũng đã đi qua một cuộc thi khác rồi. Đúng không? Hôm nay anh không muốn hỏi về cuộc thi đó, anh chỉ muốn hỏi là một cái cô gái mà thường xuyên chiến thắng như em á, chắc sẽ rất là gặp nhiều áp lực từ khán giả, đúng không? Dạ chắc chắn anh. Bởi vì khi mà mình tiếp tục, mình quyết định mình đến với một cái hành trình mới á, thì mình đều mong muốn mang đến cho khán giả một cái hình ảnh Ngọc Châu trưởng thành như thế nào, một hình ảnh mà Ngọc Châu đã thay đổi ra sao. Chính vì vậy mà khi ngay trước khởi điểm á, bản thân em cũng có một cái chuẩn cao hơn mọi người một chút. Tức là mình đến đây để làm gì, chứ không phải là chỉ để trải nghiệm, hay là chỉ dành thời gian học hỏi thêm. Mình nghĩ lại thì mình mới thấy là có áp lực thì mình mới phải cố gắng 150% hoặc là 200%. Chứ còn nếu mà không có áp lực thì chắc chắn là không có Ngọc Châu ngồi đây ngày hôm nay với một cái danh hiệu mới, đó chính là Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022.